Sáng nay ngày 18 tháng 9, trong lễ chào cờ đầu tuần, toàn bộ cán bộ đảng viên, viên chức, người lao động, học sinh sinh viên của các công sở, trường học, đơn vị trên địa bàn Hà Nội đã đồng loạt tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong trong vụ cháy chung cư mini ở số 37 ngách 29/70, phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội cùng Ban Thường trực Thành ủy, trưởng các ban đảng cùng toàn thể cán bộ công chức, nhân viên các ban đảng và văn phòng Thành ủy đã dành một phút mặc niệm các nạn nhân tử vong trong vụ hỏa hoạn nghiêm trọng trên. Sau lễ tưởng niệm, các đại biểu tham gia ủng hộ gia đình bị nạn trong vụ cháy. Sáng cùng ngày, tại trụ sở các cơ quan, bệnh viện, trường học của thành phố Hà Nội cũng đã dành phút mặc niệm để tưởng nhớ những nạn nhân tử vong trong vụ hỏa hoạn và tham gia ủng hộ các gia đình bị nạn.